Thì nói thật với mọi người là máy mới thì nó vẫn là đầu bảng Máy mới vẫn là ngon nhất Cầm 10 con nó như 10 An toàn nhất Chất lượng ngon nhất 10 con như 10 Mà trong khi cái dòng iPhone 12 128GB này, này Bây giờ giá nó còn rẻ hơn hàng sạc ít pin 100 Đây cầm mà soi sát em nó vào mắt Thì các bạn thấy đây là Ngọc Trinh còn phải trả lại tiền Ngọc Trinh còn phải trả lại tiền Tất cả các cái đường cắt nó đều đặn Đều tam tắp Ở đây nhé mình chỉ cho mọi người nhá Ốc này này nó sát xuống cái mép dưới nhá, nó sát mép dưới nó đều tam tắp nhá, Màng mic, màng loa chân sạc Nó không có một hạt bụi bẩn nào kết vào Đấy cầm một con máy như này có thích không Đây ốc như thế này Nó sát xuống phần mép dưới này Thế nên là nhiều khi mình chọn máy cũ đấy Mình hay xem đấy là con ốc nó không bị xước Mà nó sát đều xuống cái phần mép dưới đấy Thì mình bảo đấy là cái máy này là ốc chưa được mở Và khi mở cái doang áp zin của nó còn ấy Thì đúng cây máy đấy Nó là zin nguyên bản Đây các bạn có thể nhìn 10 con như 10 ốc của nó đều tăm tắp Ốc của nó sát xuống cái phần mép dưới nhá nó sát xuống dưới cái phần mép dưới của cái phần khay ốc nha. Và khi đi chọn máy new đấy, chỉ cần xem duy nhất là hình thức và lấy cái số seri của máy, kiểm tra ở trên trang chủ của Apple thì cái máy nó ghi đến là kích hoạt thiết bị như thế này. Có nghĩa cây máy đấy nó là hàng new chưa kích hoạt. Và nó đã là hàng new chưa kích hoạt thì an tâm tuyệt đối. Và mình có rất nhiều video chia sẻ cho các bạn cách kiểm tra một chiếc máy cũ nhưng mình luôn luôn khuyên mọi người đấy là cố gắng nâng cao cái sức lao động bản thân lên chọn đến một chiếc máy new máy new luôn là lựa chọn sáng suốt nhất các bạn có thể lựa chọn chiếc máy new kiểu như thế này các bạn dùng khoảng tầm ba năm bốn năm sau này có nhu cầu các bạn muốn lên đời một chiếc máy khác các bạn lại chọn một chiếc máy new rồi những chiếc máy cũ của các bạn mang quay lại đây cho mình mình nhập lại bằng giá limit ở trên web mình bán bao nhiêu mình nhập lại bấy nhiêu để dành những chiếc máy cũ hàng zin nguyên bản của các bạn cho những người có nhu cầu sử dụng thực sự ở đây mình nói đấy là máy cũ luôn luôn có những người cần dùng những chiếc máy cũ tại sao tại điều kiện kinh tế không cho phép. Nhưng nếu bạn có điều kiện thì bạn nên lựa chọn những chiếc máy new và những chiếc máy new như cái dòng iPhone 12 128GB chưa kích hoạt này này. Giá thành của nó đấy cũng chỉ cao hơn những chiếc máy cũ có chút xíu thôi. Đôi khi nó cũng chỉ bằng giá những chiếc máy cũ thôi. Mà hiện tại thì nó đang bằng thế nhá.